Hello anh em, bây giờ là buổi tối rồi. Lúc chiều tôi chơi với lại thằng Cu Thành, nhưng mà buổi tối hôm nay nó có ca làm buổi đêm, chỉ có thằng Kiên với tôi thôi. Hai anh em Anh em lại bắt đầu cuộc hành trình ở trong thế giới đầy man dợ. Đánh ra anh check xem là mấy cái thằng nô lệ ở ngoài này cho em xem vị trí chính xác đã cái. xong chưa. Ôi giời ơi, mới được một nửa non. Hết Thế thịt. cái vị trí Đây, vị trí đây. Vị trí là giữa K5, giữa K5. Cái đỉnh cái mỏm chóp của cái đảo phía dưới ấy, của cái mảnh đất phía dưới ấy. năm Anh rồi anh phải đi săn ít thú đã, hết thức ăn. À từ từ, không biết mình có chế được dao không. Có dao thì khi săn được thú dùng thu hoạch được nhiều thịt hơn. Bây giờ anh giảm cái độ thu hoạch rồi, thu hoạch không được nhiều như hồi trước nữa. Ui, con đéo gì đây này, độ thu hoạch á. Cần phải có cái này. Unlock. Unlock. Đâu, làm sao để chế được con dao? Con dao đấy không chế được ở ngoài. Chế ở bàn đấy anh. Phải chế ở bàn rồi. Bàn đấy cơ, cái bàn Blacksmith này. Đây rồi, đây rồi. Chế cái bộ quần áo nào. Rồi. Ôi, xác thằng Thành đang nằm ngủ ở đây. Set the road. Tử tế hơn hả hẳn rồi đấy. Anh hôm nay anh cho cái thời gian đốt của gỗ được lâu hơn. Lâu hơn mà sao thấy có vẻ không ăn thua lắm nhỉ? Đâu xem nào. Thế nào? 40 mấy gỗ đốt được 35 phút thôi cũng được. Thế là được rồi. Thực ra anh giảm cái thời gian cháy của gỗ, nhưng mà anh lại giảm luôn cả cái khả năng thu hoạch, chỉ lẫn khác gì nhau hả anh? Vẫn khó như thế. Để cho mình đỡ bị nặng ấy, anh giảm cái nguyên liệu để chế đồ đi mà. Giảm nguyên liệu cần để chế đồ đi thì mình giảm luôn giảm cái thu hoạch. Cái đấy nó thì ngon quá. Để từ từ. Chế đồ nhanh hơn nhiều ấy. Vừa anh thử chế đồ này nhanh vãi à. Còn giảm chủ yếu giảm được cái nguyên liệu ấy thì cũng tốt. Mày ấy không? Mày chế đồ mày có thấy nhanh hơn gấp mấy lần hôm qua không? Anh cho chế đồ nhanh gấp 10 lần mà. Bọn bọ cạp đây trâu cực. Hôm nay hai thằng đánh mãi chết được con bọ cạp. Là con bọ cạp hôm qua mình cũng đánh rồi thì. Đấy. Nhưng mà cảm giác hai thằng đánh lâu chết vãi. Ấn đánh nhau thì ấn Q để khóa mục tiêu lại nhé. Em đang bảo con này hay mà mỗi tội là nó không có khóa mục tiêu. Ấn Q ấy. Lão này. Ui. Con dao dí phát. Sao ra toàn da này. Con dao dí phát. Dao nhỏ là dao lấy da. Còn cái dao mà trông như dao phay ấy, nó có hai loại dao anh. Lại còn thế nữa. Con này mềm sao? Mềm sao? Ui giời ơi. Láo này. Rồi thì rồi, sẽ biết nước rồi. Để leo xuống thôi. Anh đang có con kiểu may vậy, tưởng chết. Đây cũng được thịt đây. Ôi đây. Ôi được ít thịt đây.
chán đấy, không phải né. Ui giời, mày nó đập cho phát sấp mặt. Thôi đừng, chết tôi rồi. Cái gì cơ, cái gì cơ? Thôi, chết tôi rồi. Được cả da cả thịt nhưng mà có vẻ ít thịt quá, mới được có 9 miếng. Sao trời, trời đang về đêm đúng không? Ở chỗ mày tối chưa? Không, em ban ngày mà. Sao chỗ anh nó lại đêm thế nhỉ? Hay tại trời mưa? À, làm sao? Mày làm sao? Em cảm giác hôm nay sinh tồn khó khăn vậy. Anh có tăng cái số quái xuất hiện không đấy? Không, vẫn thế mà. Thậm chí ta còn làm cho game dễ chơi hơn đi. Đây có con. Giết đâu nữa mới đến. Ôi con đập phát chết luôn. À, chỗ anh tự nhiên giờ là mình phải bắt đầu. Trời đất tối om. Crap 10 cái này. Yêu lại từ đầu đi chứ còn gì nữa. Không biết chế cái gì bây giờ. Chết rồi. Thôi lấy tạm ít thịt này đã. Về bây giờ bắt được cái thằng nô lệ rồi làm gì với nó nhỉ? Mang vào chỗ chế đồ đứng à? Tùy vào cái con nô lệ mà anh bắt. Nô lệ nó có nhiều loại, chẳng hạn như con đấy là Archer thì anh có thể dùng nó để canh phòng. À, còn nếu mà nó là kiểu đại loại là chế đồ thợ chế đồ thì cho chế anh... được gì thợ thì nó cũng chia ra là chế loại gì loại gì đúng không? Ui sao tối rồi, đêm đen xí này. Chỗ của anh đêm rồi mà của mày chưa đêm à? Sáng. Đây tối om rồi. Tối như là tiền đồ của chị dậu. Được. Bọn nó có ăn được thịt sống. Bọn nó có ăn được thịt sống không nhỉ? À, không, chắc em nghĩ là không. Món ăn nó phải là món chín cơ, tại vì nó hiện là cái bát. Có mấy con muối ấy. Bát muối cho nó. Đây. Ui. Thịt có vừa cả... thịt vừa cho vào phát chín luôn ạ. Ui, thời gian chế đồ nhanh sướng lắm. Cho thịt vào phát chín luôn. Đấy, chúng mày đã thích chưa? Sướng chưa? Rồi cho mấy thằng này, em hôm nay em chơi thử em đã cho mắc hết mọi thứ lên để xem nó như thế nào mà em thấy có cái phải giảm có cái phải tăng. Ừ thì nói chung là em tinh chỉnh kiểu như là dễ chơi nhất có thể mà em thấy vẫn còn có rất nhiều cái. Nói chung là chơi một mình thì cho dễ game nhất này, con game này khá là rộng. Cho đầy ra với anh. Ra nơi chưa? Ra đây cho vào clan. Đang cố gắng để ra trước khi chết đây. Xem nào. Ui giời, cái chế người này lâu thế nhỉ? Em bây giờ vẫn đang ở chỗ nhà cũ. À đâu, phải ấn play mới được. Nó hết thức ăn là nó không ấy nữa. Nó không chạy nữa. Muốn cho nó chạy tiếp thì lại phải ấn lại. Ấn cái nút play thôi gì? Ờ nhưng mà sao từ từ để anh vào nhà anh nghiên cứu xem mà tăng chỉ số kiểu gì. Hôm nay anh sẽ chơi theo đường kiếm khiên. Và này chơi theo đường kiếm khiên vitality. Có cái chỏm ở bên G hay là chỏm bên K anh? Ở giữa luôn. Giữa cái nó là giữa K5 ấy, cái ô vuông K5 ấy, nó có một cái mỏm đất ra gần cái chỗ sông ấy. Ở giữa ấy. Chưa ra ăn mỏm đâu, nó ở phía sâu sâu vào trong một tí. Từ cái mỏm nhọn ấy đi sâu vào trong đất liền một tí. Là mày sẽ nhìn thấy cả một cái tòa là nhà. Mà nó mới là chớm năm thôi đúng không? Chứ nó không phải ở giữa năm đúng không? Giữa luôn. Năm ấy, giữa cái vạch năm sang. Giữa K lên, giữa năm sang.
cắt nhau ở đâu thì là cái nhà đấy. Giữa năm sao. Giữa số 5 hay giữa chữ K ấy. Okay. Cái thịt thối ở cái trò này có dùng làm gì không nhỉ? Nghĩ chắc là lại làm thuốc độc. Làm thuốc độc thông mê á? Ừ. Con này nhiều cái giống ARK mà. Khả năng là ô, cá sấu con này. Thôi, bỏ qua đi. Bây giờ bắt thú về không có thịt mà nuôi nữa đâu. Con mẹ nó có thịt. Con mẹ nuôi con. Ờ nhỉ. Thằng này khá. Alo. Alo. Ờ. Tôi vào rồi đấy ạ. À? Vào rồi. Bữa nhỉ. Tối nay anh không được chơi được, anh chỉ có hóng hớt ở ngoài đấy. Ôi giời. Ô thiếu gỗ này. Gỗ ở trong cái hòm ở chân cầu thang ấy, mày ra xem có không? Em đang bảo cái ấy, lò nung đang hết gỗ. Đúng sắt ở trong ấy. Cái trò đâu, này... Anh em ở đâu ấy nhỉ? Để em chạy ra nào. K mấy? K5 hả anh? Giữa K5 ấy. Chả biết làm gì nhỉ? Xem nguyên liệu các thứ đi. Cái gì? Mày là ai? Có hai bọn cạp đang đuổi theo mày, cút ngay! Vào đây chém chết rồi. Đừng, không, không. Mang bọn cạp vào đây, cõng gắn rắn cắn cả nhà. Cảm ơn anh chứ không. Ây à, con bọn cạp này. Cái gì ấy? Bố láo à? Ui, sao đồ đẹp dai này? Bố láo à con bọn cạp này. Ây à. Cứu, 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 cứu. Tộc trưởng kém thế. Không phải kém, mà là do nó quá mạnh thôi. Nhưng ôi, mà nó sẽ chết. Ui, nhìn đồ mọi người. Ui, quá trả đá. Kinh chưa? Đẹp trai chưa? Anh ơi, em cũng muốn sắm một bộ. Muốn... Ôi. Rồi, 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 đừng, để anh thu thập. Chém xẻ lưng rồi em. Rất nhiều chi tin. Đâu rồi, thằng Tun đâu? Vào đây, anh kết nạp. Tộc trưởng thấy em lại trên răng dưới dái, không có một cái gì này. Đâu rồi? Đấy, ở trong nhà anh ngồi à, đây. À, trong nhà. Ai cho mày vào nhà tao? Đã được vào tộc đâu mà vào nhà. Quỳ xuống, kết nạp nào. Rồi. Ngắm đấy. Đây, đây, đây. Cái này hơi quá rồi nhá. Rồi. Làm lễ kết nạp xong rồi. Tun Kunun. Ta tuyên bố ngươi chính thức thành thành viên của bộ lạc. Ok. Rồi. Anh ơi, cho em đồ. Đấy, trong đấy có bộ áo rách ấy. À từ từ. Chế bây giờ tao không chế được ấy, tao chế cho mày cái khiên nhá. Ơ, anh phải làm nhiêu cả bộ quần áo chứ. Tao, ừ, để tôi tao, làm. Tao chưa học chế quần áo, thằng Thành nó học mà. Đây là quần áo nó cho mà. À, ra lút thằng Thành, xác nó nằm đây này. Đây à? Ừ, lấy quần áo của nó. Không được, không lút được. Không lút được á? Người cùng... Giết đi là... Giết đi được. Chắc giết được chứ hả? Ơ, đừng giết nó. Giết được đấy anh ạ. Đừng giết. Giết được. Sao nhà là đồ? Thôi đây, cho mày cầm tạm cái khiên này. Ơ, khiên đâu à? À, chế xong ở trong đây à? Đây. Đây, cho mày cái khiên. Trong này có cái áo này. Quê ý khiên. Đây, cho mày cái khiên cũ, anh cầm khiên mới. Rồi. Nhặt chưa? Cầm đấy. Chưa nhìn thấy. Ông ơi. Sao lại chưa nhìn thấy? Áo này ông ơi. Ơi. Ở đâu? Đây. Sao lại chưa nhìn thấy? Khiên tao ném vào rồi mà. Chẳng lẽ mất à? Đây rồi. Khiên đâu? Không thấy đâu ạ. Thôi đây, tao chế cho mày cái mới để ở trong ấy luôn nhá. Đấy. Mẹ nhìn sexy. Hở ti nhá. Thích nhá. Ti à. Ui, đây, nhìn thanh niên này. Thanh niên kiểu râu đen, tóc trắng, hói đầu, xong rồi hở ti. Hở chim. Loại bệnh hoạn. Anh thấy rất là thấy xấu hổ khi cho những cái thành phần như mày vào trong bộ lạc. Đến cái thằng cu li ở ngoài này nhìn nó còn... Khí này ông ơi. Đây. Lạy chúa. Ôi thằng này nó đang khóc. Đây xem nào. Đây. Thì chúng ta cần có thịt. Rồi bây giờ thế thì thống nhất là đầu tiên là đi săn thú đi.
đây. Đi hướng nào thì có thú nhỉ? Tao cũng chả biết quanh nhà này hướng nào có thú. Thử đi lên đây trên, thôi. Bên trái. Đi lên bên trái là có, không biết bên phải có không? Lên núi này săn thú đi, xong rồi về nướng thịt đầy đủ, bắt đầu ui. Xe cứ chèo một phát này em bị mất cái khiêng, mất cái ấy luôn. Mất cái gì? Nó mất cất cái đồ. Giáo luôn. Nó cất đồ đi chứ làm sao mất được. Thỏ này. Mất luôn. À. Mất luôn thật. Sao mất được? Mày cứ đùa anh, mất sao được? Con thỏ ra toàn da là da. Đói nhận. Quá. Đâu, bọn này đi theo anh. Ở đâu đây? Đi về phía sau nhà, xong rồi mày nhìn cái bản đồ có thấy không? Trên mấy chấm trắng này. Hình như xa quá là không nhìn thấy đâu. Gần gần thì còn nhìn thấy. Em đói quá rồi. Này cho mày một miếng thịt ăn tạm này. Đây đây anh ơi. Đấy. Thịt anh nướng chưa đấy? Nướng rồi, ăn đi, vô tư đi. Ông cho được 2 miếng ạ. Thì tao còn 2 miếng, 4 miếng, tao cho mày 2 miếng, mày còn đòi cái gì? Mày đòi cái gì? Mày có thích đòi không? Mày có thích đòi không? Chém vũ khí. Chém một món vũ khí. Tao làm gì có vũ khí? Tao không chế được vũ khí. À từ từ. Thôi mày đi theo anh mày. À đây này, mày ra đây mày nhặt cây cỏ, mày chế lấy cái cung. Đây hiu 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 hiu. Hiu hiu, ăn. Ui kìa có con báo em ơi. Chết đấy. Đây có 2 con báo rồi, có chơi được báo không nhỉ? Không không không, em không có vũ khí đâu. Khiên là được rồi. Được, bật khiên lên, chế độ bật khiên. Ui tê giác. Ui. Chạy. Con tê giác to lắm, tu này. Mày ui. Đâu rồi? Đây đây em đắp trên này. Chắc không bắt được con gì à? Đây đây đây, lứa lứa này. Chích nó, chích. Ăn thịt. Nó chạy. Đi đâu chạy nhanh ấy. Đâm vào núi đi em. Dồn nào. Đây rồi. Mẹ dồn. Mẹ đó. Chạy xuyên trong núi rồi. Đi mẹ nó bần linh. Bịp à? Ui ui. Nó thôi. Thanh máu nó đây này. Đâu. Thôi nó bị ấy lác nó chui đất rồi. Thôi kệ nó đi, bỏ đi. Mẹ bố độ thổ. Đúng ui, tê giác trong này anh ơi. Thử ra đánh con báo xem. Mọi người. Báo này. Anh điên à. Ui giời, giết được. À, được à. Cẩn thận nó chém vào mày bây giờ. Tránh á. Lại còn mẹ dụ thêm một con nữa về đây. Tránh đánh được, bọn báo thì yếu mà. Ok. Ui vãi. Chết rồi. Đang đánh nhau thì hết nước. À. Bật khiên lên. Chán đi. Nghe tiếng đánh nhau ở gần đây. Mẹ hoa là dưới này. Khổ. Đến nơi chưa? Đấy, để em. Đừng có. Em đi qua rồi. Ây à, đừng có. Thằng Tun đừng có ấy nhá. Rồi, để anh. Đừng. À. Đấy. Thôi chết rồi, anh nhầm. Anh dùng cái này khai thác được ít. Thôi đi về anh em, đi về. Nghe theo anh, đi về. Đừng có ở đấy nữa. Thằng Tun đừng có nhảy chết đấy. Ơ không. Úi. Không dắt thịt nữa à? Không. Ta lấy rồi nhưng mà được mấy cái thịt bé bé thôi. Về ăn tạm đã để anh chế cái dao to đã. Cái dao này cắt chỉ ra da thôi. Ở đây nhớ rồi, ở đây có bọn báo. Chế đây. Rồi đấy, em chế được dao sắt rồi đấy, để em chế cho. Chế dao to nhá. Xong rồi đi sang đây săn báo về lấy thức ăn đã. Ui cá sấu, cá sấu em ơi. Làm sao? Mày làm sao? Đúng rồi, cắn thằng đấy đi. Nghe khó hiểu quá. Láo rồi. Đi. Về. Phải có cái dao ấy cơ, cái dao sao dao bầu đúng không, dao bắt trơ đúng không? Có bắt nó về làm nó lại đâu? Không. Mấy con đấy phải bắt con về nhưng phải có cái nhà để thuần hóa cơ. Mà bây giờ thịt để mình ăn còn không có, lấy đâu ra thịt nuôi bọn đấy.
anh em tốn cơm quá. Đây để anh nướng thịt nhá. Chuẩn bị anh em có BBQ để ăn rồi. Giờ chúng ta sẽ đi thám hiểm ở bên kia. Đây mà. Quay sau lưng. Đâu? Đi dọc theo bờ sông này. Đi dọc theo bờ sông này có con cá sấu nào thì bắt luôn. À bơi sang bên đây. Làm gì ạ? Bơi bên đây. Được rất rồi đấy. Đây là mình đang đi tìm mà. Tìm cái steel đi anh. Ừ, đi tìm cái để chế steel. Ở đây. Ui vãi. Ở đây nhiều thức ăn lắm, nhậu rồi. Ôi, nhậu không. Buồn, bồ láo này. Vừa ấy mày, đuổi ai. Ui, ui, phun đập chất đấy. Ê à. Vãi, con dao này đâm ra toàn da này. Ui giời, đánh ghê đấy Tun. Cái này ra toàn da, mấy con này ra toàn da, chả thấy thức ăn gì cả. À đây, được mười mấy thịt này. Clear team, này. Clear team ngay. Ôi vãi. Đầu đấy ông ơi. Ôi nó văng đi ông ạ, tôi không đỡ được nó. Bơi. Mỗi thằng một con đi. Đừng hầu trúng trộm vào nó không chết được đâu mà nhưng mà toàn chạy. Thằng Tu nó cho nó cái vũ khí đấy có vẻ hơi sai lầm nhỉ. Nó cái chùy nó quăng một phát. Cứ kiểu cứ thế là vung rồi. Em thì đã xác định là không cộng vào máu. Cá xấu này. Ôi Tu này, đây. Ai à? Ai con khốn nạn này nó vả tao. Anh lao đi đâu đâu quá. Ông Việt ấy ông đi xa thế. Thì phải đi ra đấy là đúng rồi mà. Đi đào ở mãi tít bên đây. Đợi mà. Em về. Nhưng mà anh đợi bọn em về. Mưa lạnh quá. Đâu? Bơi qua đây. Ê ông ơi, bên này. Nhìn mưa thấy chưa? Lạnh quá, mưa lạnh. Ừ anh đứng im đấy đi. Bọn em bơi qua. Thôi, ta đi tiếp đây. Chúng mày cứ đi theo cái đường này là kiểu gì cũng thấy anh. Anh đang bơi qua sông đây. Ôi vãi. Cái ao này rộng lắm. Lặn không thấy nước. Để ông chơi đi, mẹ tôi nhặt trứng thôi. Nổi lên kiểu gì nhỉ? À đây. Công cuộc đi tìm nguyên liệu để chế tạo sắt. Trong này nó sợ hơi cái nó không cho chế thuyền nhỉ? Chả biết nó có cho chế thuyền không? Hình như không có. Mày có chắc không? Từ từ. Để anh thử ra. Thử ra anh cuốc mấy cái này ra là ra cái gì? Không, mấy cái này. Hết máu rồi. Mấy cái này chỉ ra đá thôi, không ăn thua. Ủa anh em đâu tiếp rồi? Mày mở bản đồ mày nhìn. Mẹ ba con cá sấu đi với nhau, bốn con cá sấu đi với nhau. Giáp trụ rồi sợ gì mấy con cá sấu. Giờ mà hồi máu kiểu gì nhỉ? Ăn thức ăn vào. Để đợi nó hồi. Nó phun rồi. Ủa vãi tao vào mẹ kiểu như là căn cứ của bọn nào ấy. Sao mình nhìn bản đồ nó lại ra tận 5, 4 chấm nhỉ?
4 chấm đi, một cái xác của Thành nằm đấy. À. Ui vãi. Mẹ, thằng nào nó cầm cung nó bắn kinh quá. Thôi, bơi té. Bây giờ đang ở rất xa nhà, ngôi nhà thân yêu. Đến nơi lại không tìm thấy cái quặng cái đá để chế quặng sắt kia nữa. Ô, thôi bỏ mẹ rồi, em không đủ thể lực để bơi sang sông sao bây giờ? Bơi đi, cứ bơi đi, vẫn bơi được. Nó chỉ bơi chậm đi thôi hay sao ấy. Đến nơi chưa nhỉ? Đây ở đây nó báo. Bên này nhiều quái vật thế này. Ở đây nó báo là đến nơi này. Bơi nhầm rồi. Đây là cái gì? Mẹ ra toàn đá này, bị lừa rồi. Tìm nó ở những cái vách vách núi ấy. Đây ta đang đứng ở cái vách núi. À đâu, chưa. Tôi chết rồi, không biết có đủ thể lực để trèo lên đỉnh núi không? Nhờ. Cái bọn này nó xây thành một cái làng như này chứ. Ôi. Mẹ. Vin ta. Tí chết, dại quá. Mọi người ở đâu ấy? Sao nhìn thấy gần đây rồi mà không thấy nhau? À đây rồi. Anh đang ở đỉnh của H. Ở gần cái làng ấy không? H5. Đỉnh của H4, đỉnh của H4. Giữa H4 và H5. Ôi, hai mình cướp làng của bọn này đi. Ủa, bọn này nó khỏe lắm. Giữa H và Y không cướp được, tại vì là mày đánh xong rồi nó sẽ lại hồi sinh lại chỗ đấy. Oh shit. Đâu nhỉ, ở đây làm gì có đâu nhỉ, sao nó chỉ là ở đây nhỉ? Làm sao để qua cái eo này đây, em cách anh một cái eo. Bơi qua thôi. Cái vực, không phải một cái vực chứ, mà là một cái... Ở đây làm gì có cái quặng đấy đâu nhỉ? Thế thôi, bị lừa rồi. Đào toàn ra đá này. Từ từ, đứng vào một chỗ an toàn xong rồi ra xem lại xem nào.